tại sao con em ăn mãi mà không tăng cân? Làm thế nào để cho con em tăng cân bây giờ? Nào, cùng tìm hiểu bác sĩ Thắng trong video lần này thôi. Thì việc đầu tiên bác sĩ Thắng muốn trả lời cho các bạn trong video này đó là cân nặng của trẻ em là một trong những cái chỉ số đánh giá rất quan trọng trong việc phát triển của trẻ. Và cái việc mà trẻ không tăng cân là việc mà chúng ta rất cần phải quan tâm nha các bạn nhé. Đấy. Thế nhưng mà ấy, chúng ta nên nhớ rằng là cân nặng lại chỉ là một chỉ số trong rất nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá sự phát triển của trẻ. Có chiều cao, có phát triển tinh thần vận động, rồi rất nhiều chỉ số khác. Chính vì thế cân nặng cũng không phải là tất cả. Đó, thế nên là để đánh giá cái sự phát triển của trẻ, chúng ta cũng không thể chỉ lấy mỗi cân nặng ra được. Đấy, chúng ta việc đầu tiên chúng ta phải nhớ như thế. Cái số 2 này, đó là cân nặng của con ấy, chúng ta phải đánh giá theo biểu đồ tăng trưởng. Và biểu đồ tăng trưởng các bạn xem đâu? Các bạn hãy lên mạng tra đao về ra tiệm thuốc mua có biểu đồ tăng trưởng và chúng ta sẽ phải ghi lại theo dõi hàng tháng cho bé. Đấy, đây là việc đầu tiên. Đó, cái cơ số 2 đó là thế thì thường thì những nguyên nhân nào gây ra sự chậm tăng cân hoặc không tăng cân cho bé? Thì giải thích cho các bạn nhé, là đa phần đó là do chế độ ăn của bé không hợp lý. Đó. Và thường thì chế độ ăn này có thể sai lầm ở một thời điểm nào đó mà chúng ta không để ý đến, dẫn đến cái việc mà con không tăng cân. Đó. Số 1, ví dụ như ở cái thời điểm mà trẻ bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu tiên ấy, nếu mẹ bị bệnh này, nếu mẹ cho con bú không đủ này, hoặc là trẻ hay bị nôn chớ, đó, chế độ ăn không phù hợp, hoặc là bé phải sử dụng sữa công thức, trẻ bị táo bón, trẻ bị đầy hơi nhiều, tất cả những yếu tố đó liên quan đến chế độ ăn nó không phù hợp với bé và chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại. Khi trẻ lớn hơn, khi trẻ bắt đầu ăn dặm thì chúng ta lại quên mất là từ 6 tháng đến 12 tháng ấy, ở cái giai đoạn đầu ấy, tuy rằng trẻ ăn dặm nhưng ăn dặm trẻ phụ thôi, trẻ vẫn là uống sữa là chính nhá. Thế nên là bố mẹ nhiều khi là thấy con ăn dặm nhiều quá, thích quá đấy, trẻ hào hứng là quên mất cái việc cho con uống sữa. Lúc này thì vì trẻ ăn dặm nhiều thì trẻ lại uống sữa ít hơn và như vậy trẻ bị thiếu năng lượng. Do là lúc đó thì trẻ có ăn dặm được mấy đâu, rồi cũng không tiêu hóa được hết các cái thức ăn dặm đó, thế là trẻ bị chậm tăng cân. Đấy. Ngược lại là đến càng cái giai đoạn sau 9, 10, 11, 12 tháng thì lúc này cái chế độ ăn dặm của bé nó sẽ phải tăng lên rồi. Lúc này trẻ không còn ăn cháo ăn bột nữa, lúc này trẻ đã có thể ăn những cái đồ ăn mà thô hơn rồi. Thì bố mẹ lại vẫn đang cân đo đong đếm, ôi con em ăn được một bát cháo một bát bột đúng không? Các bạn để ý, các bà úi dồi ôi cháu 2 tuổi ăn được bát cháo tứ. 2 tuổi đâu phải tuổi ăn cháo đâu. Đấy, thì cái thức ăn lúc đó có thể cái số lượng nó đủ nhưng mà cái chất lượng, cái hàm lượng, cái vi chất, cái lượng năng lượng ở trong cái bữa ăn nó lại không đủ. Do là gì? Cách chế biến của chúng ta không phù hợp. Thế là làm cho bé cũng bị chậm tăng cân. Rồi tương tự như vậy khi mà trẻ lên trên 1 tuổi, lúc này gì? Năng lượng của bé lại cung cấp chính là từ các bữa ăn chứ không còn từ sữa nữa. Nhưng mà có rất nhiều bạn do uống sữa công thức quen, rồi bố mẹ cũng gọi là lười cho con ăn ấy, để cho con uống nhiều sữa. Thế lúc này trẻ bị thiếu vi chất. Đó, trẻ uống nhiều sữa quá thì trẻ cũng không ăn được. Và có rất nhiều bạn trên 1 tuổi nhiều khi còn chưa ăn được các đồ ăn thô, vẫn chỉ có ăn cháo, ăn bột, uống sữa thôi, thì cũng làm cho bé bị suy dinh dưỡng, bị còi xương, bị giảm cân. Đó, không tăng cân hoặc đôi khi còn giảm cân. Khi trẻ lớn hơn nữa thì chế độ ăn của bé vì chúng ta làm sai từ đầu, thế nên càng về sau chế độ ăn bé càng sai. Sẽ có rất nhiều ông bà bố mẹ bảo là úi dồi ôi cháu 4 tuổi rồi cháu chỉ ăn được cháo thôi, cháu ăn cơm nát. Hoặc lại ngược lại có những bạn là con em chỉ có ăn cơm với thịt thôi, nó chả ăn rau ria gì cả. Đấy, thì tất cả những cái sai lầm trong cái chế độ ăn của bé thường là cái nguyên nhân lớn nhất gây ra cái bé chậm tăng cân. Thì việc đầu tiên khi con bạn chậm tăng cân, hãy xem lại cái cách chúng ta đang cho con ăn. Và nhất có một cái trường hợp như này, con không chịu ăn ở nhà nhưng mà đến lớp hoặc đi sang nhà hàng xóm thì ăn rất là thích, ăn rất là ngon, ăn rất là nhiều, thì bạn xem lại đi, có thể bạn nấu ăn dở quá, cháu không chịu ăn đấy. Thì nguyên nhân số 2 cũng rất là thường gặp và thường xảy ra ở những bạn mà khoảng từ 6 tháng đến 2 tuổi hoặc đến khoảng 3 tuổi. Đó là ở cái giai đoạn này trẻ là giai đoạn là trẻ ốm rất là nhiều. Nó giai đoạn khoảng chống miễn dịch của bé. Và ở giai đoạn này khi con ốm thì bố mẹ cũng rất là lo lắng về con ốm. Thứ nhất là trẻ sốt này, rồi trẻ không ăn này, vân vân. Và khi trẻ hết ốm thì bố mẹ thường quan tâm đến việc là làm thế nào để tăng cường sức đề kháng cho con. Nhưng bố mẹ quên mất rằng gì? Muốn con có sức đề kháng tốt thì con phải có chất dinh dưỡng tốt. Thế nên là cái chế độ ăn sau khi trẻ ốm cũng rất là quan trọng. Nó trẻ ốm xong trẻ đã hấp thu được đâu, bố mẹ lại nhồi nhét nhiều quá, ăn nhiều quá làm cho đôi khi trẻ bị sợ. Chính vì thế mà việc điều trị các bệnh lý của trẻ, từ bệnh lý hô hấp, ví dụ như hắt hơi, chảy mũi, viêm phế quản,
cho đến những cái bệnh lý tiêu hóa như là đi ngoài, tiêu chảy hoặc là táo bón đều phải được thật là dứt điểm. Trẻ cần được điều trị thật tốt từng đợt một. Có nhiều bố mẹ bảo như này: con em tháng nào trẻ nó ốm, kệ nó đi. Không thể kệ được. Chúng ta phải tích cực điều trị các bệnh lý cho trẻ. Tại vì sao? Bệnh lý nó không chỉ làm cho trẻ mệt, không chỉ làm cho trẻ không năng động, không vận động được, mà nó còn ảnh hưởng đến cái việc hấp thu thức ăn của bé, nó ảnh hưởng đến cái đà tăng trưởng của bé. Đó, và nếu mà chúng ta không điều trị các đợt ốm một cách dứt điểm thì trẻ rất có thể sẽ không tăng cân. Có một vài bố mẹ thì theo một cái quan điểm đó là chăm sóc tự nhiên, kệ con ốm kệ, đó, để cho nó tự chiến đấu. Đúng, bạn hoàn toàn có thể cho con tự chiến đấu được, nhưng bạn nên nhớ rằng này, các mầm bệnh ngoài kia đôi khi nó khỏe mạnh hơn con mình rất nhiều, con mình không đủ khả năng để chống lại nó. Chính vì thế mới cần có bác sĩ, đúng không? Chính vì thế tại sao ngày xưa khi khoa học và y tế hiện đại chưa phát triển thì tỷ lệ tử vong của trẻ em rất cao, còn bây giờ tỷ lệ tử vong của trẻ em thấp hơn. Đó, tự nhiên, nhưng mà là phải là tự nhiên có khoa học các bạn nhé. Đó, thì việc thứ hai đó là tìm xem con có bệnh lý gì không mà làm cho con không tăng cân. Cái số 3, cái này là gì? À, con có một hệ tiêu hóa không tốt. Nó có thể liên quan đến cái việc là chế độ ăn không phù hợp, nó có thể liên quan đến việc là bệnh lý tiêu hóa của bé, nhưng nó cũng có thể là chả liên quan gì đến chế độ ăn và bệnh lý tiêu hóa, mà chỉ đơn giản là gì? Con ở một cái cơ địa là cháu không hấp thu tốt thức ăn. Có những bạn cơ địa không hấp thu tốt thức ăn. Thế thì cái này các bạn sẽ cần được tư vấn về bác sĩ, tại vì có một vài bạn thì bị thiếu men tiêu hóa, có một vài bạn thì sao là hệ vi sinh vật đường ruột nó có vấn đề. Đó, và cái cách đơn giản nhất đó là gì? Chúng ta có thể bổ sung thêm các loại vi sinh vật cho bé tốt có lợi đó, có thể qua đường thức ăn như là các loại thực phẩm lên men, hoặc là qua các loại men vi sinh. Một thời gian thì cái khả năng hấp thu các chất của bé nó sẽ tăng lên. Ví dụ như với một vài loại vi sinh vật sẽ làm tăng khả năng hấp thu vitamin D cho bé này, rồi sẽ làm sản sinh vitamin B1 này, sẽ giúp cho con ăn ngon hơn, sức đề kháng tốt hơn. Đó, thế nên là cái việc bổ sung men vi sinh cho bé là một điều chúng ta đã được chứng minh là sẽ giúp cho con khỏe mạnh hơn, và tất nhiên là cháu sẽ tăng cân tốt hơn. Tiếp theo nữa, câu này đó là có một vài bố mẹ thì quên mất, vì thực ra là bây giờ chúng ta ăn ở rất là sạch sẽ, nói thật. Nhưng mà cái chuyện mà trẻ em bị nhiễm giun sán ấy là vẫn xảy ra. Và ở thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã cập nhật mới, đó là trẻ em có thể được tẩy giun từ lúc 12 tháng và 6 tháng một lần. Khi con có những vấn đề về tiêu hóa và đặc biệt là không tăng cân, bố mẹ đừng quên việc là hãy tẩy giun cho các bé. Vì khi bị nhiễm giun sán thì khả năng hấp thu của các bé nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều, và ảnh hưởng đến cái khả năng tăng cân của bé. Và cuối cùng ở trong video lần này ấy, là đây là rơi vào một vài trường hợp mà bác sĩ Thắng đã khám rồi. Có nghĩa là các bạn này rất nghịch ngợm và hiếu động, và bố mẹ bảo con ăn tốt ấy, nhưng cháu không tăng cân. Đó, hoặc là tăng cân rất ít. Thì thực ra ở cái trường hợp này đó là gì? Chúng ta không phải lo lắng, tại vì đó gọi là body type. Có nghĩa là có những bạn nhỏ như vậy, có nghĩa là gầy gầy đấy, khỏe lắm, không ốm bao giờ, nó rất hiếu động, chạy nhảy liên tục, năng lượng liên tục, người lúc nào nóng không ngừng vừng ấy, thì các bạn đấy thực ra lại rất là khỏe mạnh. Đó, những bạn đó thì chúng ta sẽ lo lắng khi mà có những trường hợp sau, ví dụ như các bạn đấy không tăng chiều cao thấp hơn, có thể là bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhưng suy dinh dưỡng thì chả chạy nhảy được nhiều đâu. Đấy, thế còn đa phần là gì? Là những bạn đấy là do cái năng lượng của bạn đấy lớn quá, các bạn đấy hoạt động nhiều thì nó không tích chữ chất béo vậy thôi, chứ còn các bạn đấy sẽ rất là khỏe, tay chân cứng cáp, chạy nhảy liên tục, thì chúng ta không cần phải lo với những bạn này nhé. Thế nên là nhắc lại là không nên so sánh cân nặng của con với nhau để bảo tại sao con nhà mình thì nhẹ mà con nhà hàng xóm thì béo. Chưa chắc cái bạn béo đã khỏe hơn cái bạn gầy đâu. Đó, thế nên là nếu mà con bạn thứ nhất là cân nặng không nằm ở khoảng trừ 2 SD, có nghĩa là suy dinh dưỡng đấy, và thứ hai đó là chiều cao của con bạn vẫn đạt chuẩn hoặc vẫn tăng liên tục, không bị chững, thì bạn không phải sợ, con bạn chạy nhảy chơi đùa bình thường, không phải sợ, và cho con ăn uống đầy đủ là được nhé. Đó, thế nên là các mẹ cũng đừng quá lo lắng khi con chậm tăng cân, vì có thể con đang dùng năng lượng để làm việc khác, con đang dùng năng lượng để vận động, để hình thành khối cơ, để phát triển chiều cao đấy, chứ không phải là để phát triển mỗi cân nặng đâu. Đó, thì đó là những gì bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với bố mẹ trong video này. Nếu các bạn thấy hay thì like, share và subscribe kênh của bác sĩ Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại.